Lời nói đầu, nói đến người Do Thái, bạn sẽ nghĩ đến ai đầu tiên? Cha đẻ của ngành vật lý hiện đại Albert Einstein, nhà thơ vĩ đại Heinrich Hein, họa sĩ trường phái lập thể Picasso, cha đẻ của chủ nghĩa cộng sản Karl Marx, hay tỷ phú, nhà đầu cơ tài chính nổi tiếng George Soros. Bất luận là nhà khoa học, nhà thơ, nhà nghệ thuật, nhà tư tưởng hay doanh nhân, bất kể ngành nghề nào, người Do Thái đều chứng tỏ được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình, đồng thời họ cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đại đa số chuyên gia cho rằng, người Do Thái sở dĩ đạt được nhiều thành tựu như vậy, nguyên nhân căn bản là bởi họ vô cùng xem trọng giáo dục gia đình. Thật vậy, xem trọng giáo dục của cha mẹ với con cái là truyền thống tốt đẹp nổi bật nhất của dân tộc Do Thái. Mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn và luôn phải phiêu bạt khắp nơi, nhưng người Do Thái không quên dành cho con nền giáo dục tốt nhất. Và trải qua cuộc sống khó khăn suốt một thời gian dài, người Do Thái còn dần dần tìm ra bộ phương pháp giáo dục gia đình đặc biệt. Cuốn sách lấy phương pháp giáo dục gia đình của người Do Thái làm nền tảng, từ trí tuệ sinh tồn, kinh doanh, giao tiếp đến đạo đức, rất nhiều phương diện để lý giải cho tinh hoa trí tuệ của người Do Thái. Cuốn sách gồm 7 chương, 56 mục. Mỗi mục đều có cấu tạo gồm những ví dụ hấp dẫn về một bài học mà trẻ em Do Thái được dạy và một vài phương pháp dạy trẻ bài học đó của người Do Thái. Trong đó, ví dụ rất sinh động, đa dạng, minh họa trực tiếp và đầy đủ những đặc thù trong phương pháp giáo dục gia đình của người Do Thái, biến chúng thành những kiến thức khoa học nhưng lại gần gũi, dễ áp dụng để các bậc cha mẹ dễ dàng làm theo nhằm bồi dưỡng con thành những con người ưu tú. Ngoài ra, cuốn sách có lối viết nhẹ nhàng, sinh động, tạo cho người đọc cảm giác tươi mới, khiến độc giả được hòa mình trong đại dương trí tuệ. Đá ở ngọn núi khác có thể đẽo ra ngọc. Hy vọng các bậc cha mẹ có thể lĩnh ngộ được quan điểm giáo dục tất cả vì tương lai của trí giả Do Thái. Học tập và làm theo kinh nghiệm giáo dục gia đình của người Do Thái sớm giúp con bạn làm chủ tương lai. Trẻ em Do Thái tôn thờ trí tuệ là tín ngưỡng đời con. Nhà cháy rồi, con cần mang theo trí tuệ. Yuna là một bé gái Do Thái xinh xắn, năm nay Yuna 5 tuổi. Một hôm Yuna đang đọc truyện tranh thì nghe mẹ nói, Yuna, mẹ hỏi con điều này nhé, con phải thành thực trả lời mẹ, được không nào? Mẹ, vậy mẹ nhanh nói cho con biết, câu hỏi như thế nào ạ? Yuna đặt cuốn truyện tranh trong tay xuống và hỏi, là thế này, nếu có một ngày nhà chúng ta không may bị cháy, khi chạy đi, con cần mang theo thứ gì? Quá đơn giản ạ, con phải mang tiền hoặc vàng theo, vì chúng rất có giá trị. Yuna trả lời một cách chắc chắn, không đúng rồi, con hãy nghĩ kỹ xem nào. Mẹ Yuna vừa lắc đầu vừa nói, vậy con sẽ mang theo truyện tranh, vì mẹ nói sách vở rất quý giá, cần trân trọng sách vở. Yuna trả lời mẹ, Yuna, con hãy thử nghĩ kỹ xem nào, vì bảo bối này vừa không có hình dáng, lại không có màu sắc và mùi vị, con có biết đó là thứ gì không? Con xin lỗi, mẹ, con không biết ạ. Không sao, mẹ nghĩ cần nói cho con, nếu nhà mình bị cháy, con cần mang theo trí tuệ của mình, vì trí tuệ là thứ không thể đốt cháy được và nó sẽ mãi mãi ở bên cạnh con hiểu chưa nào? Mẹ Yuna nói một cách long trọng, ồ, con hiểu rồi, con cần mang theo trí tuệ, vì chẳng ai có thể lấy trí tuệ của con đi cả. Yuna gật gù đáp lời mẹ. Trong gia đình người Do Thái, trẻ em thường được hỏi những câu như vậy. Thông thường, khi trẻ còn rất nhỏ, cha mẹ Do Thái đã khiến con thấm nhuần tư tưởng, người có trí tuệ là người hạnh phúc, địa vị của học giả còn cao hơn địa vị của quốc vương. Khi một đứa trẻ học được nhiều kiến thức từ sách vở, sẽ bắt đầu hiểu rằng một người có trí tuệ thực thụ phải biết khiêm tốn. Người Do Thái sẽ gọi những người đó là Helimu, có nghĩa là người biết sử dụng trí tuệ. Người Do Thái không chỉ coi trọng trí tuệ, mà còn không ngừng tìm ra những phương pháp tăng cường trí tuệ. Ví dụ, họ dạy con cái phải biết quý trọng sách vở, chăm chỉ đọc sách để nâng cao hiểu biết. Đương nhiên ngoài những phương pháp mà ai cũng biết, cha mẹ Do Thái còn sử dụng các phương pháp khác để bồi dưỡng trí tuệ cho trẻ. Ví dụ như bồi dưỡng khả năng độc lập trong học tập cho trẻ, từ đó cho trẻ thêm nhiều kênh để tiếp thu tri thức. Cảm ơn các bạn đã xem video. Ý kiến của bạn như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nếu thấy video hữu ích, hãy cho một like ủng hộ bọn mình nhé. Và đừng quên theo dõi và bấm chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo.